Lại là mình đây, rất vui vì được gặp lại các bạn. Không biết các bạn có theo dõi tin tức không, vì gần đây giải bóng đá Euro đang hot. Đáng chú ý là vào trận so tài giữa Đan Mạch và Phần Lan, một cầu thủ trên sân bất ngờ ngã xuống. Các nhân viên y tế hành động nhanh chóng để cứu anh ta. Họ xoa bóp và dùng máy kích tim để phục hồi sự sống. May mắn thay là anh đã qua cơn nguy kịch và được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị trụy tim, là tình trạng tim ngừng đập trong một khoảng thời gian nhất định. Trụy tim rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến tử vong, thế nên bạn cần thiết phải hiểu rõ căn bệnh này. Đâu là triệu chứng, nguyên nhân và cách ứng phó khi gặp phải? Tất cả thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong video hôm nay. Mình sẽ nói qua một chút về bệnh trụy tim. Đầu tiên là nhịp tim là số lần co thắt để bơm máu của tim, được đo bằng số lần trên mỗi phút. Nhịp tim của mỗi người sẽ có chút khác nhau. Ví dụ như trẻ em là 120 đến 140 nhịp một phút, còn người lớn thì chậm hơn từ 100 đến 120 nhịp. Trụy tim là bệnh khiến tim đột ngột mất nhịp đập. Trong tim chúng ta có một hệ thống điện nội bộ, có chức năng kiểm soát nhịp tim. Trụy tim xảy ra khi hệ thống điện của tim hoạt động bất thường, làm cho tim đột nhiên ngừng hoạt động hoặc ngừng hẳn. Vì tim có nhiệm vụ bơm máu lên não của chúng ta, nhưng khi trụy tim làm tim ngừng co bóp, máu lên não sẽ bị đột ngột cắt đứt. Việc thiếu các tế bào máu vận chuyển oxy có thể gây tổn thương não. Trong 4 đến 6 phút nếu không cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn. Trụy tim có nhiều triệu chứng để các bạn dễ nhận biết. Bạn ngã xuống đột ngột giống cầu thủ Ericsson trong trận bóng đó, hay cảm thấy khó khăn khi hít thở một cách bình thường, nhịp tim hoặc mạch đập yếu hoặc không có. Hãy liên hệ ngay bác sĩ nếu bạn có những triệu chứng sau đây. Thứ nhất là đau thắt ngực quá thường xuyên, là cảnh báo tình trạng tim co bóp máu không đều. Tiếp đến là chóng mặt và có xu hướng ngất xỉu, chứng tỏ rằng tim không thể co bóp và lưu thông máu tới não. Thứ ba là nhịp tim rối loạn, lo lắng bồn chồn, báo hiệu hệ thống điện tim đang gặp vấn đề. Không nên chủ quan, đến ngay bác sĩ khi có những biểu hiện trên bạn nhé. Nếu bạn thắc mắc nguyên nhân gây ra trụy tim, mình xin giải thích như sau. Có nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân phổ biến nhất là rung thất và rung nhĩ. Tim của bạn có 4 buồng, trong đó buồng trên là hai tâm nhĩ, đó là nơi mà qua đó máu đi vào tâm thất. Còn hai buồng dưới chính là tâm thất, nơi nhận máu và bơm máu đi các cơ quan cơ thể. Rung thất là tình trạng các buồng tim co bóp đến mức không kiểm soát, rung động thay vì bơm máu. Rung thất làm thay đổi nhịp tim đáng kể, huyết áp giảm đột ngột, cắt đứt nguồn cung cấp máu đến các cơ quan quan trọng gây đột tử. Nút xoang là nút chủ nhịp của tim, có khả năng phát ra các xung động điện đều đặn. Các xung động này giúp cho tim được xoa bóp nhẹ nhàng, nhưng khi xung động không xuất phát từ nút xoang, mà xuất phát từ các vị trí khác sẽ gây kích thích quá mức, khiến tâm thất không thể bơm máu cho cơ thể một cách hiệu quả. Kết quả là dẫn tới nhịp tim loạn và ngừng tim. Y học hiện đại đã có những kỹ thuật chẩn đoán trụy tim hiện đại. Khi gặp bệnh nhân, bác sĩ sẽ sử dụng một máy khử rung để sốc tim. Thực hiện sốc tim thường có thể giúp nhịp tim trở lại bình thường. Xét nghiệm máu để tìm kiếm dấu hiệu của cơn đau tim bằng cách xét nghiệm nồng độ kali và magie. Chụp X-quang có thể tìm thấy những dấu hiệu của bệnh khác trong tim. Siêu âm tim cũng là một cách rất hay, giúp xác định xem có vùng nào của tim đã bị tổn thương. Hoặc bác sĩ cho bệnh nhân vận động nhẹ để đo nhịp tim. Có thể bạn cũng nên biết qua một chút về cách điều trị trụy tim. Đầu tiên là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh này cao. Đó là người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch vành cấp và mãn tính, bệnh phì đại cơ tim. Trụy tim cũng liên quan đến các thế hệ gia đình. Nếu gia đình có người mắc, tỷ lệ mắc của bạn cũng cao hơn. Người có chế độ dinh dưỡng mất cân bằng hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia có nguy cơ trụy tim cao. Tuổi tác và giới tính cũng có liên quan đến trụy tim. Nam giới dễ mắc hơn nữ giới, đặc biệt là trên 45 tuổi. Và con số này ở nữ giới là 55 tuổi. Nếu bạn nghĩ mình hoặc một người nào đó đang có triệu chứng của bệnh trụy tim, hãy ngay lập tức gọi cấp cứu hoặc gọi người thân để đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Vì trụy tim sẽ xảy ra tổn thương não do thiếu nguồn cung cấp máu và oxy. Tế bào não là những tế bào đặc biệt nhất cơ thể. Khả năng chịu đựng thiếu oxy tối đa của não trong điều kiện bình thường là 5 phút. Khoảng thời gian này gọi là giai đoạn chết lâm sàng. Nên trong 5 phút phải sơ cứu để giúp bệnh nhân tỉnh lại. Đầu tiên phải tiến hành khai thông đường thở, đặt bệnh nhân nằm ngửa trên nền cứng, đầu và cổ ưỡn tối đa. Người cấp cứu dùng tay mở miệng bệnh nhân, dùng tay móc sạch đờm rãi và dị vật. Hãy thổi ngạt bằng miệng cho bệnh nhân, cách này có hiệu quả.
dùng một bàn tay đặt trên trán bệnh nhân, ấn ngửa ra sau, dùng ngón trỏ và ngón cái để kịp mũi bệnh nhân lại, nâng hàm lên, sau đó thổi không khí cho nạn nhân với tần số 10 lần một phút. Cách thứ hai là ép tim ngoài lồng ngực, chọn vị trí thích hợp ở một bên người bệnh, bàn tay kia đặt chồng lên bàn tay trước, các ngón tay xen kẽ cùng chiều nhau, ép tay vuông góc sao cho xương ức lún xuống tầm 4 cm, sau đó nhấc tay lên thực hiện nhịp ép thứ hai, tần số ít nhất 100 lần một phút. Hai động tác ép tim và thổi ngạt được thực hiện xen kẽ, một chu kỳ gồm 30 lần ép tim, sau đó là 2 lần thổi ngạt. Nếu bản thân thường xuyên có các triệu chứng như đau ngực, đau đầu, chóng mặt, hãy tới các cơ sở y tế để kiểm tra các nguy cơ của bệnh tim mạch bạn nhé. Bên cạnh đó, tạo cho mình các thói quen tốt trong ăn uống và sinh hoạt, để đề phòng nguy cơ trị tim gây đe dọa tính mạng. Nếu còn gì thắc mắc, hãy để lại bình luận để chúng mình giải đáp nhé. Đừng quên like, subscribe và nhấn nút chuông nho nhỏ để nhận thông báo về video mới của chúng mình. Cảm ơn các bạn.